TV256 xin mến chào quý bà con cô bác, chào quý anh chị em. Hôm nay thì tình cờ, hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2019, khoảng 9 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay tình cờ vào Facebook thì TV thấy một cái clip của một ông đại tá. Ông nói về cái vấn đề mà Hoàng Sa Trường Sa nha. Trước hết thì quý anh chị em nên lắng nghe cái những lời ông đại tá này ông nói như thế nào. Còn bên kia thì người kế bên thì TV không biết là cái chức vụ của ông là chức vụ gì. Có lẽ là thiếu tá thì phải. TV mời quý anh chị lắng nghe cái những câu nói của ông đại tá này nha. Đại tá mà bằng cái quân phục là quân đội nhân dân đó. Thì quý anh chị lắng nghe giùm những lời của ông này. Rồi TV sẽ bình luận sau nha. Môi trường hòa bình để cho đất nước ta phát triển. Cho nên là một số cái bọn phản động, các phần tử còn nuôi hận thù cứ khuấy động vào cái chuyện chúng ta mất mất biển đảo. Quý anh chị em thấy không? Cái ông đại tá quân đội nhân dân này ông nói rằng là người dân Việt Nam chúng ta đó là nuôi hận thù thế lực thù địch. Quý anh chị em nghe 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 kỹ lại. Môi trường hòa bình để cho đất nước ta phát triển. Cho nên là một số cái bọn phản động, các phần tử còn nuôi hận thù cứ khuấy động vào cái chuyện chúng ta mất. Đó, thì ông nói như vậy. Cái ý ông là muốn đất nước được hòa bình. Sự thật thì muốn cho quý anh chị em nghe hết đi. Mất biển đảo để chúng nó nói rằng là yêu nước, nhưng thực chất là chúng nó muốn đất nước chúng ta quay lại thời kỳ chiến tranh, chúng nó muốn cho chúng ta qua chiến tranh để cho... Sự thật ra thì bất cứ người dân Việt nào, bất cứ một con người nào cũng không bao giờ muốn chiến tranh hết. Tại sao lại phải muốn chiến tranh để mà đau khổ vậy? Chiến tranh là tàn phá mà. Không có ai muốn chiến tranh hết đó. Sự thật là như vậy. Chỉ có kẻ mà cầm quyền ở điên dại giống như Tập Cận Bình đó, muốn cướp đất của người dân, muốn cướp đất của dân tộc ta, thành ra mới sẵn sàng gọi là đưa tàu để mà tìm cách để mà chiếm cái đảo Tư Chính, chứ có những cái tên mà nó cuồng tín như vậy, nó chỉ có một vài người thôi, nhưng một vài tên cầm quyền thôi, chứ nó không thể nào mà đổ thừa cho người dân là muốn chiến tranh. Xin lỗi các ông đại tá nha, ông nói tầm bậy rồi đó. Chẳng có người dân nào muốn chiến tranh hết đó. Thế lực nào mà muốn chiến tranh, thế lực phản động nào mà muốn chiến tranh. Rồi, quý anh chị em nghe tiếp. Chúng ta lại phải đau thương, lại phải mất mát, đất nước lại tan hoang, chứ không phải y nước gì cả. Nó chỉ lấy cớ. Thế còn tình hình đảo hoang. Lấy cớ tại sao ông đại tá đó nói thật, tại sao ông không nhắc lại trước cái thời kỳ năm 1975 đó, các ông là những người muốn chiến tranh đó, đã là hai quốc gia riêng biệt rồi, một bên là Việt Nam Cộng Hòa, một bên là Dân Chủ Cộng Hòa, tại sao các ông gọi là kéo vào trong Nam để mà gây chiến, thực hiện con đường Hồ Chí Minh đó, đường mòn Hồ Chí Minh để mà gây chiến, gây tội ác với cả dân tộc đấy. Đó là hai bên đều là cùng chung máu mủ đó, cùng chung là anh em với nhau đó. Mà các anh gọi là hiếu chiến như vậy, nói gì bây giờ cái thằng giặc Tàu nó đã từng đô hộ cái đất nước mình gần 1.000 năm,
1.000 năm đô hộ giặc Tàu. Sa và một số đảo Trường Sa chúng ta mất vào tay Trung Quốc. Trước hết đây là cái dã tâm bành trướng, đó là cái tâm nguyện bành trướng của Trung Quốc. Vì đất nước ta là nhỏ yếu thì chúng ta phải chấp nhận, chúng ta phải chấp nhận. Trên thế giới không phải chỉ có nước ta với Trung Quốc với một số nước tranh chấp về biển đảo, mà ngay cả với Nhật, với Liên Xô, Anh, Argentina, đấy, Anh, Argentina bị đảo đã tranh chấp, đã chiến tranh đã xảy ra rồi, chiến tranh đã xảy ra rồi, tốn kém mất bao nhiêu rồi, cả về sinh mạng, cả về của cải rồi, cuối cùng Argentina có giải quyết được không? Đảo vậy có giải quyết được không? Cuối cùng cũng phải chấp nhận. Cho nên là nói như vậy đây, không phải là chúng ta chấp nhận, trong tâm chúng ta không chấp nhận. Ông ơi, cái lời của ông đại tá này đó, TV không có biết tên tuổi nha, tại vì TV góp nhập ở bên trên Facebook đăng hôm nay thôi. Thành ra TV để cho quý anh chị em coi. Để cho coi cái này trước nha. Cái này nè. Quý anh chị em thấy cái địa lý lớp 9 phổ thông không, toàn tập đó. Đây là cái nhà xuất bản giáo dục nha. Năm có thể là năm TV không rõ là 2014 hay gì đó. Thấy không? Cái bài học địa lý này đã dạy cho lớp 9 nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là cũng như có cái diện tích là 9 triệu là 600 ngàn km vuông. Dân số là đại khái dân số 730 triệu. À, theo TV biết là 730 triệu thì cái này nữa, TV cái năm năm này nó có vẻ là nó mờ quá, là TV nghĩ là nó có thể là năm 1900 mấy á. Chắc là năm 1970 mấy, 84 hay 74 gì đó. Thì lúc đó cái diện cái dân số của Trung Quốc thì chỉ có 730 triệu người thôi. Nhưng mà bây giờ nó lên tới 1 tỷ tư rồi, gấp đôi. Giống như nước Việt Nam ta đó, lúc mà Việt Cộng nó cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa đó thì cỡ khoảng 20 mấy triệu thôi, mà đất nước ta bây giờ trên 90 triệu. Thì ngay cái nhà xuất bản giáo dục đó thời năm 1974 thì phải, nó cho rằng cái nước mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nè là vòng cung đảo, vòng cung dẫn từ các đảo Nam Sa, Tây Sa. Thấy ông, nó dùng cái chữ mà Nam Sa là của là gọi là chúng ta gọi là Hoàng Sa bây giờ đó, và Tây Sa là Trường Sa đó, đến các đảo Đài Nam, Đài Loan, quần đảo Hoành Hồ, Châu Sơn, làm thành một bức tường thành bảo vệ lục địa Trung Quốc. Thấy không? Đây là cái bài giáo dục mà thời lớp 9 mà nó học như vậy đó. Nó cho học sinh lớp 9 phải học cái địa lý như vậy. Thì còn cãi cái gì nữa? Nó đã dâng Hoàng Sa, Trường Sa cho thằng giặc Tàu rồi. Đây là bằng chứng rất là thiết thực, nó dạy con em chúng ta lớp 9 phổ thông mà nó dạy như vậy đó. Trong khi Trường Sa, Hoàng Sa là cái thời đó thuộc về chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa, mà nó để khẳng định trong đó đó là bởi vì nó đúng theo cái bức công hàm của ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mà bức công hàm là 1959 đó. Bức công hàm để mà công nhận Hoàng Sa, Trường Sa của thằng Trung Quốc đó. Mình thấy chưa? Rõ ràng là như vậy.
Rồi bây giờ quý anh chị em nghe tiếp nha. Trong lý trí của chúng ta là không chấp nhận bất kể cả, nhưng thực tế ngày nay vì đất nước, vì hòa bình của nhân dân, chúng ta tạm. Cái lý trí mình phải dự sử dụng cái lý trí. Biết bao nhiêu quốc gia khác, người ta thường có cái câu nói đó rằng là muốn hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh. Cái câu nói đó nó không phải là của một quốc gia áp dụng, mà nó của toàn thế giới. TV nói thẳng ra như vậy, cả toàn thế giới người ta đều áp dụng cái câu nói đó. Để mà thì quý anh chị em thấy cái câu nói đó là cái câu ngạn ngữ, gọi là TV thì không biết đọc nó có rành hay không, thì đại khái là quý anh chị em thấy trên màn ảnh đó, CV passam papa bellum, đó là cái câu mà tục ngữ tiếng Latin. Nếu bạn muốn hòa bình là hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Nó đơn giản như vậy thôi, mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều sử dụng cái điều này, đều cái sử dụng cái câu ngạn ngữ này. Nó đơn giản thôi. Mình phải chuẩn bị chiến tranh để mình, bạn muốn hòa bình là phải bạn như vậy. Bạn thấy các quốc gia trên thế giới đều phải lo cái chuẩn bị chiến tranh. Thành ra họ hoàn toàn họ không sợ chiến tranh thì mới mang lại được hòa bình. Đó là đương nhiên. TV đã từng thấy cái hình ảnh mà con mèo đó với con chó mà nó cắn lộn với nhau. Con mèo thì nó nhỏ, nhưng mà luôn luôn nó đưa ra cái móng vuốt của nó để mà nó chuẩn bị chiến tranh, nó không sợ con chó đâu. Nếu mà con mèo nó bị dồn đến đường cùng rồi nó sẵn sàng rồi là nó chiến tranh với con chó, và con chó phải sợ con mèo, nhờ đó nó có hòa bình. Hòa bình nó đơn giản là vậy thôi. Tất cả quốc gia người ta đều áp dụng cái biện pháp đó, cái câu ngạn ngữ đó, để người ta tránh cái những cuộc chiến tranh. Đỡ hơn là những cái hành xử của nhà cầm quyền cộng sản. Nhà cầm quyền cộng sản lúc nào cũng kêu giặc tàu đó là tàu lạ, tàu lạ. Và ngày hôm nay nó lấn đất, lấn biển của mình, nó chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của mình, nó chiếm gọi là ải Nam Quan, thác Bản Dốc, bãi Tục Lãm của mình, nó chiếm gần 1.000 cây số vuông ở biên giới phía Bắc. Rồi làm sao mà nói rằng là giữ cái đất nước này được? Đâu phải nó chiếm chỉ có Hoàng Sa, Trường Sa đâu. Và ngày ngày nó còn lấn tới nữa. Mình đã bị 1.000 năm đô hộ bởi giặc tàu rồi. Quý anh chị em thấy vua Lê Thánh Tông đã nói như thế nào? Hiện tại quý anh chị em đã đọc những lời của vua Lê Thánh Tông đi. Đây là tiền nhân để lại đấy. Tiền nhân có cái kinh nghiệm hàng ngàn năm, hàng ngàn năm bắt thuộc, thành ra tiền nhân mới để lại những cái câu mà lịch sử như thế này. Vua Lê Thánh Tông của nước ta nói rằng: một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang Bắc trình bày rõ điều ngay lễ giang. Nếu ngươi dám đem một thước núi, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì phải tội tru di. Đó. Vua Lê Thánh Tông đã từng nói như vậy. Ta phải giữ gìn cho cẩn thận, đừng để ai lấy một mất một phân núi, một tấc sông do vua Thái Tổ để lại. Đó là những lời của tiền nhân
để lại cho chúng ta. Đó là giữ nước đó. Mình phải chuẩn bị chiến tranh để mà mình giữ cái đất nước mình, chứ mình không phải hèn hạ như vậy. Mình hèn hạ, mình coi cái biển đảo đó là nó xa quá, như cái lời ông đó ông nói, nó xa quá, thành ra thôi bỏ cho Trung Cộng giữ đi, để mình được cái sự hòa bình. Nói thiệt mình nghe mình rất nóng máu, thưa quý anh chị em. Tạm gác, nhưng chúng ta vẫn đấu tranh, là đấu tranh trên nghị trường bằng biện pháp hòa bình. Cho nên là mọi cái vấn đề khi đưa ra công luận xác định biển đảo và chủ quyền thì chúng ta vẫn xác định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, chúng ta vẫn xác định, cố gắng làm sao chúng ta đưa ra những cái giải pháp, đưa ra những cái biện pháp bằng biện pháp hòa bình để chúng ta đòi lại được là rất tốt, rất tốt. Còn dùng chiến tranh thì chúng ta không đủ khả năng, nói thẳng chúng ta không đủ khả năng, mà chúng ta không muốn chiến tranh nữa. Không muốn chiến tranh nữa. Như có lần tôi đã chia sẻ với cái thế giới này nó liên lập rồi, cái gì mà không đủ khả năng, tại sao hèn với giặc như vậy, mà tại sao ác với dân như vậy? Đồng bào người ta xuống đường biểu tình là tìm cách gọi là bắt người ta, đánh đập người ta, cắt cổ người ta, như giống như cắt cổ anh Nguyễn Hữu Tấn đó, chỉ một cái tấm dây vải vàng thôi cũng cắt cổ anh Nguyễn Hữu Tấn, rất là hèn với vật mà ác với dân. Toàn là thứ lưu manh mà mang cái chức đại tá như vậy. Hiểu không nổi luôn. Anh em bạn bè, chúng ta cũng phải xác định cho nó rõ, chúng ta phải nhìn vào thực tiễn. Muốn nói hay, nói dời, nói biển gì đấy, chúng ta phải chấp nhận thực tiễn là đất nước ta nhỏ bé. Nhỏ bé, nhưng mà tại sao người ta, thằng Trung Quốc đó, nó có sợ thằng Mỹ không? Nếu mà nước chúng ta nhỏ bé, tại sao không kết hợp với người Mỹ? Thế giới này nó liên lập với nhau mà, chứ đâu phải là anh nước lớn là anh ỷ, là anh ăn hiếp nước nhỏ được. Cái chuyện đó mình biết quá mà, tại sao phải hèn nhát như vậy? Nói thiệt, nó nếu mà cá nhân TV mà 256 nó nắm quyền đó, nói thiệt TV cần dân chủ hóa đất nước, TV cần thay đổi cái thể chế này bởi một cái thể chế dân chủ. Lẽ dĩ nhiên là Hoa Kỳ sẽ công nhận cái đất nước này coi như là người bạn đồng minh, thì không có thằng nào mà dám đụng đến đất nước Việt Nam của mình nữa. Nó đơn giản như vậy thôi. Cái dân chủ hóa đất nước là cái ý nguyện của toàn dân. Toàn dân là cần là phải đặt cái tổ quốc mình trên hết, chứ không phải đặt cái đảng Cộng sản Quang Vinh buôn năm mà trên hết như vậy. Ngày hôm nay TV thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã thay đổi, vì TV thấy cái hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông cho rằng là tổ quốc trên hết. Ông vì quyền lợi của dân tộc, quốc gia dân tộc, thì quốc gia dân tộc đó là tổ quốc chứ còn là gì nữa. Ông coi là tổ quốc là trên hết. Đây là một cái sự thay đổi rất là lớn. Nhưng mà TV đợi coi 3 ngày coi, bữa nay là ngày đầu tiên rồi đó, coi đến cái ngày 24 coi, ổng có kêu gọi rằng là phải gọi là bỏ rồi là cái câu mà đảng Quang Vinh muôn năm, kéo cái câu biểu ngữ đó xuống ở trong mấy cái tòa án nhân dân, ở trong mấy cái cơ sở công quyền, ở trong những cái cuộc hội họp quốc hội đảng hay gì đó, tất cả đều có cái câu gọi là đè lên đầu nhân dân là đảng Cộng sản Quang Vinh muôn năm. Đảng nó đâu phải là tổ quốc. Các ông đã sai rồi.
TV 256 vạch trần cái sự sai đó của các ông. Cái muốn mà đất nước được thanh bình, hòa bình là phải dân chủ hóa đất nước, thay đổi cái thể chế đó và làm đồng minh của Hoa Kỳ. Vậy thì trong cái đất nước Hoa Kỳ cũng có 2 triệu người Việt Nam ở đang sống ở trong đó. Đồng minh với Hoa Kỳ chẳng khác nào là có người Việt Nam để mà bảo vệ cái đất nước của mình, không có sợ thằng giặc Tàu. Cả ngàn năm rồi ông cha ta cũng không sợ giặc Tàu và thoát khỏi cái ách nô lệ của giặc Tàu. Tại sao cố đến hôm nay lại là làm mang cái lức đại tá mà sợ hãi như vậy? Cả về con người, cả về kinh tế, cả về tiềm lực quân sự và quốc phòng. Rồi nói nha. Cái đối tượng lớn như thế, lớn như vậy, liệu chúng ta có khả năng đương đầu nổi không? Có đương đầu nổi không? Hay để cuối cùng lại đem nhân dân ta đi vào cái chỗ chiến tranh để mà mất mát, để mà đau thương? Trời ơi, cái câu đó mà phải mà khi mà ký mà hiệp định Geneva 1954 đó, hiệp định Geneva đó là đừng có mang quân vào đi, đừng có đánh chiếm, để hai của quốc gia để là tự do phát triển đi, thì đâu có nên nổi, thì đâu có chiến tranh mà làm mất hết ba triệu người dân như vậy. Cái cuộc chiến tranh Nam Bắc là gây ra là 3 triệu người dân phải chết đó. Tàn phá cái đất nước như vậy. Nếu biết hòa bình đó, giờ này thì nói hòa bình hay lắm. Mà tại sao trước đó không có muốn hòa bình đi? Tìm mọi cách để giờ chiếm miền Nam, gọi là đốt cả dãy Trường Sơn cũng chiếm cho bằng được miền Nam. Cỡ nào cái mấy anh Việt Cộng cũng nói được hết đó. Nói những điều toàn là mâu thuẫn. Phải nhận thức cho thế này này. Việc chúng ta mất một số đảo ở Trường Sa và mất quần đảo Hoàng Sa, cá nhân tôi nhận thức rằng nó không ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước, đến sự phát triển của xã hội. Nó đâu phải ảnh hưởng đến nền kinh tế đâu, mấy ông đâu thấy đâu. Nó ảnh hưởng đến mất cả quê hương. Nó ảnh hưởng để trở thành làm người Tây Tạng đó, Tân Cương đó. Mấy ông phải không biết có trả lời làm sao với tiền nhân nữa. Để là cái mảnh đất gian sang này rồi các ông dâng cho giặc Tàu. Năm 74 chúng ta mất Hoàng Sa, năm 88 chúng ta mất Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Nhưng đời sống chính trị, xã hội và kinh tế của chúng ta vẫn luôn luôn phát triển và giữ vững. Phát triển hả? Nhục nhã lắm. Nhục nhã lắm ông đại tá. Ông nhìn cái GPD đó, nó gọi là GPD per capita đó, là lợi tức của mỗi đầu dân trong một năm nó bao nhiêu. Lợi tức mỗi đầu dân hiện nay có 2,000+ đô la à, một năm. Đó là chưa nói với cái chênh lệch mà giàu nghèo đó. Sự thật đó, người Việt Nam giờ này chưa tới 1,000 đô la một năm đâu. Nếu mà không có sự giàu nghèo á, cái số mà giàu thì quá giàu, thành ra người dân quá nghèo, thành ra dân oan nổi lên khắp nơi. Sự thật mà muốn mà tìm 1,000 đô la mà ở mấy cái vùng quê đó đỏ con mắt luôn á. 1,000 đô la một năm á, TV biết hết chứ không phải là không biết đâu. Mà so sánh với quốc gia khác, người ta Nhật Bản nó 40-50 ngàn đô la một năm, Singapore nó lên tới 60-70 ngàn đô la một năm,
mình có 2000 mấy à, phát triển cái gì? Mình không biết xấu hổ sao? Đừng có biệt dân là phát triển mà lợi tức mỗi đầu dân thì chỉ có trên 2000 đô la thôi. Nó không phát triển gì hết á. Nó chỉ lấy tài nguyên của đất nước đem ra bán rồi. Tất cả tài nguyên bây giờ rất là cạn kiệt nữa. Cho nên có lần tôi nói là nó không ảnh hưởng lớn. Dù rằng nói như thế không phải chúng ta không thương, không xót, không đau. Ảnh hưởng lớn cái gì? Nó là cái phần đất sườn. Nó ngay cái sườn của đất nước hình chữ S của chúng ta. Đối mặt ra là nó là cái phần đất để mà bảo vệ cái lãnh thổ Việt Nam mình. Là nó là vô cùng quan trọng luôn. Bây giờ giặc tàu nó từ Hoàng Sa, Trường Sa nó kéo vô Việt Nam chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi. Nếu mà lãnh thổ đó của mình thì làm gì có vụ đó. Nhưng mà lãnh thổ mà bảo vệ, chính vì cái sườn đã bảo vệ mà cha ông mình đã gìn giữ suốt mấy mấy trăm năm nay. Cha ông mình biết cái điều đó là quan trọng để mà bảo vệ cái lãnh thổ. Rồi các ông đem đi rồi coi như cái chuyện đó là nó xa cái lãnh thổ rồi các ông bỏ. Nói toàn là những cái luận điệu mà phản quốc lưu manh. Của ông cha bị bất bật tặng tay của người nước ngoài. Nhưng mà chúng ta đấu tranh, ở đây là chúng ta đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, thông qua con đường ngoại giao, thông qua luật pháp quốc tế. Đừng có nói dối dân. Các ông thông qua ngoại giao chỗ nào? Trong khi Hoàng Sa lọt vào tay giặc, các ông có thưa Liên Hợp Quốc chưa? Các ông đưa thằng giặc tàu ra tòa án quốc tế chưa? Chưa. Mà gần 50 năm rồi, kể như là mất trọn vẹn nếu mà các ông không thưa. Chỉ còn có vài năm nữa thôi. Quá 50 năm là quốc tế không có xét xử nữa đâu. Toàn là dối gạt dân thôi. Để chúng ta đem cái chính nghĩa của chúng ta, nhờ anh em bạn bè cộng đồng quốc tế lên tiếng họ. Và đến một lúc nào đó, nếu như họ không bao giờ ủng hộ những người mà không dám thưa, không thắng dịch thưa thằng giặc tàu nó đang chiếm những mảnh đất của mình. Nếu như đối phương thấy rằng đó là việc làm phi pháp, việc làm phi lý, việc làm phi nghĩa, thì khi đó họ sẽ trao trả lại cho chúng ta. Chứ còn chúng ta chỉ biết bây giờ là đấu tranh bằng phương pháp hòa bình thôi. Chúng ta không đủ khả năng tiềm lực phát động chiến tranh để đòi lại Hoàng Sa và một số đảo. Đâu có thể mà mình bộ mình chỉ đơn phương mình chống giặc tàu thôi sao? Hồi xưa mình cũng đơn phương mình chống giặc tàu cũng đâu có sao đâu, mình cũng đuổi nó ra khỏi bờ cõi thôi. Mà tại sao ngày hôm nay phải sợ hãi như vậy? Trong khi nó có cả thế giới ủng hộ chúng ta, người ta thấy rõ hết đó. Cả thế giới người ta biết thằng giặc tàu nó đem quân nó chiếm Hoàng Sa. Khi mà người ta thấy thằng giặc tàu đem quân chiếm, cưỡng chiếm cái Hoàng Sa, là người ta biết là thằng giặc tàu là nó gây ra tội ác rồi. Không cần cái gì mà phải chứng minh lịch sử, chứng minh gì hết. Chỉ cần nạp đơn lên Liên Hợp Quốc, không cần phải lịch sử chứng minh, chỉ nói là thằng giặc tàu nó đem quân nó xâm chiếm Hoàng Sa vào năm 1974. Mà Liên Hiệp Quốc người ta đã có trước đó rồi, thì Liên Hiệp Quốc phải giải quyết cái vấn đề này là quá chính đáng, là phải trả lại cho nhân dân Việt Nam. Các ông gọi là mấy chục năm rồi chưa dám kiện thằng giặc tàu nữa, mà các ông thì ác lắm, ác với dân lắm. Đấy, ngay như nãy giờ rồi, đảo cặn Philippines đấy, toàn quốc tế đã phán rồi đấy, đã quyết định rồi đấy. Trung Quốc nó có thực hiện đâu, thậm chí là còn mạnh hơn, nó còn công khai hơn. Đừng có so sánh mấy cái đảo khác của Philippines.
đảo Việt Nam là thằng Việt Trung Cộng nó cưỡng chiếm, nó đánh nữa là biết bao nhiêu người chết. Thế giới người ta nhìn nhìn rõ lắm. Còn cái vụ mà Philippines thì nó nhiều khi thì nó cũng khó khăn lắm. Nó không có trận chiến 1974. Mỗi cái trường hợp nó mỗi khác chứ, đâu có thể so sánh như vậy được. Cả thế giới người ta thấy thằng giặc Tàu đó là xâm chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực. Khi mà cướp đất của người ta bằng vũ lực thì phải trả lại đất của người ta, đơn giản thôi, không cần phải lịch sử chứng minh cái đất của mình nữa. Cái quốc tế với Mỹ có làm gì đâu, đừng có nói là không làm trong được. Khi đó nó, cả cái huyện Hoàng, cả cái Hoàng Sa là thành một huyện của nó, thành một huyện đảo của nó, hay là một tỉnh nhỉ, hình như một tỉnh hay là một huyện nhỉ. Nó đã công bố là cái địa bản đồ chính trị của chúng nó rồi, biết rằng là ta như đã tôi nói là rất đau, ta cũng đau lắm, đau xót lắm, chứ không phải không đâu. Nhưng mà lịch sử cũng phải ghi lại cái sự mất mát đó, không phải vì bang giao với Trung Quốc là anh em bạn bè đồng chí mà chúng ta. Thôi đi ông ơi, ông mà nói ông đau xót hả, nhục nhã lắm ông ơi. Ông đau xót, ông mất đất, mất biển đảo, ông đau xót. Mà ông lại muốn gọi là chỉ có hòa bình thôi. Cái hòa bình của ông rất là nguy hiểm. Cái hòa bình của ông đó, đến lúc mà Trung Cộng đó, nó kẹp vào cổ của ông, ông trở thành một người dân nô lệ. Rồi ông mất nước. Cái hòa bình của ông nó trở thành một cái hòa bình nhục nhã, mất nước. Cái đó mới quan trọng. Quên đi, nhưng lịch sử vẫn phải ghi rằng là chúng ta mất Hoàng Sa, mất Đạt Mạng. Nên là bà con cũng phải, trong cái tình hình hiện nay, vì giữ môi trường hòa bình không những trong khu vực mà cho cả thế giới nữa, cho nên là có lúc dân tộc ta, đất nước ta và đặc biệt Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhận thức rất rõ điều đó. Cho nên là phải có cái phải nén lòng lại, phải giữ lại cái mối hòa bình để phát triển đất nước. Chúng ta có gần 100 triệu dân, Trung Quốc có tỷ tư, dân số nó gấp 14 lần mình. Tôi nói đây không phải là chúng ta sợ nhé, vì điều kiện Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa nó xa đất liền. Ví dụ tôi gắn với đất liền xem, dân tộc Việt Nam có để yên không? Đất nước vẫn liền thôi thưa ông, đất nó vẫn liền đó, nó chỉ có cách cái biển thôi. Từ cái đất liền ở hình chữ S của mình đó, cái mảnh đất hình chữ S của mình, cái đất nó vẫn liền tới Hoàng Sa và Trường Sa. Đất nó vẫn liền, nó không có mất đâu hết á. Nó chỉ cách cái biển thôi. Nó là cái phần mà bảo vệ cái đất của mình. Ông ơi, ông hèn với giặc vừa vừa thôi. Và ông ác với người dân lắm. Chỉ gì? Đây, TV cho quý anh chị em thấy nè, coi nó tàn ác với người dân như thế nào nè. Đó, trên cái màn ảnh TV thấy không? Nó bắt người phụ nữ gọi là Nguyễn Đặng Minh Mẫn nè, ngày 2 tháng 8 2019 là sẽ được thả tù đó. Mà chỉ vì cô ta viết Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam. Không phải là chỉ có một mình Nguyễn Đặng Minh Mẫn, mà Trần Thị Nga cũng thế, chống Trung Quốc. Hoặc là Dương Kim Khải, mục sư Dương Kim Khải cũng như vậy, cũng bị bắt vì cái chữ Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam. Bắt những cái ổng mang những cái tài liệu Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam là bị bắt. Thấy không? Cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, một cái người yêu nước mà phải bị 8 năm tù. Tuổi thanh xuân trong tù chỉ vì khẳng định chủ quyền của đất nước. Nó đau đớn cho cái dân tộc này không? Ngay cả bộ tờ báo Thanh Niên đây nè cũng đã nói lên cái điều đó. Phải không?
mọi người Việt Nam đều quan tâm đến Biển Đông thì Biển Đông không bao giờ mất. Tôi đồng ý với báo Thanh Niên điều đó. Đau đớn cho những người gọi là mang cái danh phận người đại tá mà quân đội nhân dân nữa. Thì nó ở biển đảo như thế, xa xôi như thế, việc thực hiện chiến tranh là rất khó khăn, rất là khó khăn. Thì điều đó bà con anh em cũng nên nhận thức và cũng là hết sức thông cảm đất nước mình, cái hoàn cảnh đất nước mình. Chứ không phải bảo vì thế mà là cho rằng là bưng bô Trung Quốc, là bán đảo bán đất cho Trung Quốc. Đấy là một cái mà nó hơi phiến diện, nhận định nó hơi phiến diện. Mấy ông bưng bô từ lâu rồi, không thằng chính thằng nào mà nói tào lạ hoài vậy? Cái đó là bưng bô đó, không dám dùng cái chữ mà Trung Quốc nữa, trong khi nói cái thằng tào lạ nó bắn giết ngư dân mình. Năm 2005 nó đã giết gọi là 13 ngư dân của mình. Rồi nó cướp ngư cụ, rồi nó bắt sống những ngư dân của mình, rồi nó đùn đôi tiền chuộc nữa. Các ông làm thinh không à? Cái đó là hèn. Là một huyện của đất liền xem. Giả sử bãi cạn Gạc Ma là một phần của lãnh thổ Việt Nam xem, đất nước ta, dân tộc ta có để yên không? Nó là liền thưa ông. TV đã nói rồi, là cái đất đó đã đang liền với đất nước Việt Nam đó. Nó chỉ cách con biển thôi, chứ không phải là nó không liền đâu. Đất thì nó vẫn liền. Nói ngu không? Không bao giờ để ra cái chuyện đó đâu. Mà năm 1974 lợi dụng Trung Quốc lợi dụng là đục nước béo cò, trong khi chiến tranh trên đất liền của chúng ta chưa giải quyết xong, chưa thống nhất, với sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Đục nước béo cò, cái ông đó ngụy biện. Cái ông đó nói nó thằng đó dục Việt Cộng đó, lúc đó đó nó còn ủng hộ nữa, nó còn ủng hộ Trung Quốc rồi là chiếm rồi là Hoàng Sa của Việt Nam nữa. Cái thằng Việt Cộng đó nó lưu manh như vậy đó, nó ủng hộ mà làm sao mà bây giờ nó lấy lại được. Nó sẵn sàng gọi là dân đất cho ngoại bang mà. Cái đó là tội ác của nó đó. Người ta còn ghi nhận tất cả những cái bài báo mà năm 1974 là nó ủng hộ việc chiếm đóng của Trung Quốc mà. Đừng có tưởng là người ta không biết điều đó. Của Trung Quốc, và thậm chí là được Mỹ ủng hộ bằng đèn xanh. Trung Quốc đã nhanh chân ra chiếm cái Hoàng Sa. Trong khi đó chính quyền nghị quyền Sài Gòn không đủ khả năng, không đủ lực lượng, không đủ tiềm lực để mà lấy lại, cũng đành chấp nhận. Lúc đó Việt Nam Cộng Hòa còn là quân đội thứ tư trên thế giới, còn phải chấp nhận. Cho nên là qua đây, qua cái buổi live stream này, tôi với cá nhân tôi không có chấp nhận đâu ông ơi. Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ chấp nhận cái điều đó đâu, vẫn tìm mọi cách để mà chiếm lại bằng mọi giá thôi, nhưng mà chưa đến lúc thôi. Người ta đã có những chương trình để mà chiếm lại rồi. Tôi cũng muốn gửi một cái lời ý, muốn nói là bà con nhân dân yêu nước cũng hiểu thấu đáo cho tình hình thực tiễn của đất nước, thực của lịch sử. Có những cái chúng ta phải chấp nhận để đổi lấy cái vinh quang lớn hơn, để đổi lấy cái hạnh phúc lớn hơn. Trời ơi, chấp nhận những việc mà mất đất mất biển bảo là đổi lấy cái vinh quang lớn hơn. Cái vinh quang nào? Cái vinh quang nào? Cái đó là cái nhục nhã, không có thể gọi là vinh quang được. Ông đổi lấy cái vinh quang nào, ông nói cho nghe thôi hả? Không nói sẵn ra luôn cái vinh quang nào. Cái vinh quang là hòa bình đó hả? Cái vinh quang đó nó dẫn đến cái mất nước ông ơi. Nó mất nước một cách nhục nhã luôn.
nó trở thành những người Tàu, nó đồng hóa cả dân tộc mình trở thành những người Tàu, bắt buộc phải nói tiếng Tàu. Mình không hiểu, mình không hiểu tại sao có những người đại tá có cái đầu óc như vậy. Mình không hiểu. Mình thấy nhục nhã là có một người Việt Nam mà như vậy. Họ không hiểu biết về về những cái ngạn ngữ của quốc tế mà nãy TV nói đó. Cả thế giới người ta tôn trọng cái ngạn ngữ đó. Anh muốn hòa bình, anh phải chuẩn bị chiến tranh. Anh muốn hòa bình, anh đừng bao giờ sợ hãi chiến tranh. Sự thật thì chẳng ai muốn chiến tranh hết. Mình hiểu như điều đó. Nhưng mà mình chuẩn bị chiến tranh, mình chuẩn bị thì mình sẽ không mất nước. Đơn giản là vậy thôi. Và tất cả các quốc gia trên thế giới đều nằm lòng cái câu đó. Khi mà nắm quyền đều phải nằm lòng cái câu đó mới giữ được đất nước, mới làm, mới thanh bình cho xứ sở được, cho đất nước mình được. Cả thế giới người ta đều áp dụng cái câu đó. Muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh, đừng sợ hãi chiến tranh. Đơn giản như thế thôi. Dạ, TV256 xin cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe diễn đàn TV256. Dạ, TV xin chấm dứt buổi nói chuyện ngày hôm nay.